thực hư vụ cầu thủ Quang Hải bị cảnh sát giao thông tuyết còi do vượt đèn đỏ. Cộng đồng mạng mới đây không ngừng bàn tán xôn xao việc cầu thủ Quang Hải bị cảnh sát giao thông hỏi thăm vì vượt đèn đỏ. Tuy nhiên sự thật nguyên nhân lại không phải vậy. Mới đây, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt hình ảnh cầu thủ nổi tiếng của Việt Nam, Quang Hải bị cảnh sát giao thông thăm hỏi vì lỗi vượt đèn đỏ. Cụ thể, sự việc được cho là xảy ra ở ngã tư Bạch Mai, Đại Cồ Việt. Trong đoạn clip là hình ảnh nam cầu thủ sinh năm 1997 đang làm việc với cảnh sát giao thông. Thông tin sự việc trên khiến cộng đồng mạng được dịp xôn xao bàn tán. Nhiều người hài hước bình luận rằng dù là cầu thủ bóng đá, ca sĩ hay bất kể là ai đi chăng nữa nếu phạm luật thì cũng phải nhận hình phạt thôi. Không đội mũ thì chỉ ảnh hưởng một mình. Vượt đèn đỏ vạ lây cả người khác. Lỗi thì phạt là đúng rồi. Cũng là xin chữ ký nhưng mà lạ lắm, ký vô tờ biên bản. Là ai thì phạm luật thì vẫn bị xử như nhau thôi chứ sao. Tuy nhiên, cách đây ít phút thông tin với dinh.vn, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội phủ nhận thông tin trên mạng xã hội cho rằng Quang Hải điều khiển ô tô vượt đèn đỏ nên mới bị cảnh sát giao thông dừng xe. Theo vị đại diện phòng cảnh sát giao thông cho biết, thông tin ban đầu từ đội cảnh sát giao thông số 4, ô tô của cầu thủ Quang Hải xảy ra va chạm giao thông với một phương tiện khác khi đang lưu thông trên phố Bạch Mai. Quang Hải sinh năm 1997, là chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2018, quả bóng bạc năm 2019 và quả bóng đồng năm 2017. Còn ở giải thưởng năm 2021, cầu thủ này đạt danh hiệu quả bóng bạc. Được biết, Quang Hải đã âm thầm trở về Việt Nam từ châu Âu. Trong ngày 20 tháng 6 năm 2022, anh bị bắt gặp khi xuất hiện tại đường phố Hà Nội. Hiện tương lai của tiền vệ Quang Hải vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn. Nhiều nguồn tin cho hay cầu thủ 25 tuổi đã đạt thỏa thuận gia nhập một đội bóng tại Ligue 2 và sẽ sớm chính thức ký hợp đồng trong thời gian tới.